Wow, xây bông dễ sợ luôn trời. Sao? Đẹp ghê không? Đó, nó một cốt nè. Đó, một cốt bự. Một cốt sai bông màu mới luôn, màu trung gian giữa đỏ, cam và hồng, ít chính là màu hột gà, ghê chưa? Đó. Wow. Đó mà hộp gà đó mấy bạn ơi. Đây, bông, ý rằng bông chưa? Đó. Ba cây. Bốn cây. Lá trung. Lá này giống như lá chanh gì đó. Lá chanh giấy. Đó. À. Cái này cao hơn một chút. Màu hộp gà. Màu hộp gà. Màu hộp gà là không phải màu hồng. Đó. Bố 2, 4, 5 sáu, sáu, bảy, tám, lô này 9 cây, đây một cây nữa, 9 cây, 9 cây màu hộp gà luôn, 9 cây. Cái góc này cái ngón bằng ngón tay luôn. Xây bông dễ sợ. À đỏ nè. Còn ông đỏ này là cái giống này là pháp cam hả? Trên mạng nó gọi là gì ta, hổm rồi cũng có một số người kiếm á, nó kiếm nó nói là trăng cổ gì đó. Màu hồng mà ngã ngã một, ủa màu đỏ mà ngã ngã màu cam. Đó. Bông bự ra chưa? Ông bự rồi chưa? Đây nó cản này, cản cái lót rồi. Sao nó không à, đậm biến màu. Siêu. Siêu. Giờ này tối rồi không thấy rõ. Cái ông này là trang cổ đó, cái loại mà ở nhà hay trồng á, mà giờ nó gọi là pháp cam, trang pháp đó, trang pháp vàng, pháp cam. Gây chưa, cái cánh nó tròn, tròn do hả? Tròn cái nó đang lên cạnh 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 nè, các bạn nhìn là cái lá như là trái tim vậy đó. Ông bầu đây nè, giống trái tim ra chưa đó, trái tim nè, có nhiều loại nha, còn trái tim kia là khác nữa. Rồi xong, sẽ star ra cho nó đẹp.